Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Xin chào đón những thí sinh tươi trẻ của Bước Dậy Ngàn Cân. Soái ca tương lai Lộc Vượng và bạn nhảy Ngọc Anh. Vận động viên judo Ngọc Khánh và bạn nhảy Huỳnh Mến. Nam thần dance floor Thái Sơn và bạn nhảy Phạm Lực. Ca sĩ Ngàn Cân Xuân Lộc và bạn nhảy Hải Anh. Cô giáo mạnh mẽ Mai Trang và bạn nhảy Minh Hiền. Hot girl nụ cười tỏa nắng Tô Tố và bạn nhảy Đình Lộc. Ngàn Cân Danger Fat Up đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Ai sẽ là quán quân của Bước Dậy Ngàn Cân hôm nay? Sẽ là một trong những thí sinh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi tiết mục trình diễn của họ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho những gương mặt rạng rỡ trên sân khấu. Một lần nữa Trấn Thành xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với Bước Dậy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Và ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi lại hành trình mà các bạn ấy đã vượt qua thử thách trong tuần này, đó là tập gym. Chào các bạn, hôm nay á là các bạn sẽ có một cái thử thách để đốt mỡ và đốt năng lượng. Hy vọng các bạn hôm nay sẽ làm tốt và các bạn cố lên. Thử thách ngày hôm nay là quá khó khăn. Chỉ có 3 từ để nói về nó: vất vả, vất vờ, vất vượng. Sử dụng một cái quả bóng 3kg thì khi mà mình nằm xuống mình gập bụng lên thì mình không thể lên nổi. Hai cái đùi mình nó rung lên. Không muốn tập nữa, rất là mệt, rất là mỏi. Tạ nó không nặng nhưng mà cái cường độ tập phải khớp với nhà. Chỉ cần làm đến cái thứ 3, thứ 5 thôi, cơ bắt nó mỏi và nó run lên. Chỉ làm 2 nhịp thì mình làm 1 nhịp, chỉ làm 3 nhịp mình làm 1 nhịp rưỡi. Lần đầu tiên mà mình cảm thấy kiệt sức như vậy. Khi mà tập đến bụng, phần cơ của nó sẽ nóng lên, rất là khó chịu đến mức mà bạn muốn cầm dao, bạn xé phần cơ đấy ra luôn. Các bài tập rất là khác nhau và liên tục. Thở chưa được 5 giây nữa, huấn luyện viên lại kêu tiếp tục. Bọn mình đã đạt tới 100 cái gập bụng. Rất là hài lòng vì cơ thể khỏe mạnh, không còn ục ịch, nặng nề và đen đẹp lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần luyện tập của các bạn thí sinh trong suốt một tuần qua. Và tuần này các bạn ấy đã có được những vóc dáng rất là thon thả, rất là đẹp. Còn bây giờ tôi đang thắc mắc là tại sao ngày hôm nay tôi ngồi trên cái quả cầu long lanh lộng lẫy này mà ban giám khảo đâu rồi? Dạ không sao, họ đang sắp ra rồi. Chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Chưa
chuyên môn John Huy Trần, giám khảo Nam Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời Harry Won. Hôm nay quý vị thấy có gì lạ không ạ? Là ba vị giám khảo của chúng ta là có những cái bộ trang phục và rất là dân gian hả? Là tại vì cái chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là dân gian và đương đại. Bên mé Harry với lại anh Hưng là dân gian đấy, còn bên John là đương đại, và còn tôi thì hiện đại chút xíu. Cố tình tôi làm vậy để cho tôi nổi bật vậy thôi. Về phía John Huy Trần, ngày hôm nay với cái chủ đề dân gian này thì John nghĩ là nó có một cái thể loại nhảy nào mà đặc trưng để mình đưa vào bài dân gian hay không? Chưa hiểu lắm nha. Có nghĩa là ví dụ jazz, yes, thì nó có cái động tác của jazz, ừ. Còn dân gian với lại đương đại nó có cái động tác riêng của cái bộ môn đó hay không, hay là mình mix lại với nhau? Thực ra nếu mà mình nói về đương đại thì nó tự do hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của đương đại nó đến từ ballet. Mỗi cái nó có cái kỹ thuật riêng. Nếu mà là jazz, hip hop, latin, đương đại ha, dân gian, nó có một cái kỹ thuật riêng thì cái đó là cái khó. Mỗi tuần cái khó là giống nhau, mình phải thuộc cái thể loại đó, mình phải làm đúng cái kỹ thuật đó. Thì đó, nói chung là hồi nãy anh nói tôi đặt câu hỏi anh không có hiểu, thì bây giờ anh trả lời xong là tôi cũng không có hiểu luôn. Quý vị hiểu không ạ? Dạ thôi, chúng ta không cần hiểu. Dạ, có những chuyện chúng ta trong đời đó là vậy thưa quý vị, đôi khi nó bí ẩn chút xíu, nó sẽ thú vị ha. Để hiểu những gì John Huy Trần nói, quý vị hãy lên trên đó làm một động tác nhỏ nhỏ, đó là search Google, biết đâu chúng ta sẽ hiểu. Còn Harry, dạ, hôm nay em được mời làm giám khảo khách mời của chương trình, rồi em mặc đồ cũng dân gian luôn, thì em nghĩ là em có thích cái thể loại nhảy này hay không, hay là em thích nhảy cái bộ môn nào? Bây giờ anh nói gì em cũng không hiểu luôn. Yes, thank you. Đúng rồi. Dạ. Anh nghĩ là đúng hiểu là dạ. Em thích nhảy nhất là môn nào, và dân gian với lại đương đại là nó có phải là cái em thích nhất không? Đó, vậy đi. Nói chung là bản thân Harry thì thật sự là nhảy hiện đại thì nó gần gũi hơn, nên Harry thích hơn cái hiện đại. Nhưng lúc trước Harry cũng nhảy thử cái kiểu dân gian rồi thì cảm thấy nó rất là khó. Mình tưởng là những cái động tác thì nó rất là đơn giản và nó rất là dễ, mà mình thử rồi thì cái tay nó phải cong, chân cũng phải cong, nói chung là cái gì cũng phải cong hết. Mà đi một cái bước như vậy, nói chung là nó rất là khó. Ok, cảm ơn em. Cuối cùng em cũng không trả lời là em thích cái gì luôn đó. Em thích hiện đại. Ok. Dạ. Anh Hưng, bây giờ đến phiên anh nè. Trời ơi, may quá tôi gặp lại người Việt rồi. Trời ơi, tôi vui quá. Anh Hưng. Dạ. Anh đây. Hôm nay anh được làm giám khảo chung với hai cái người mà rất giỏi về tiếng Việt. Họ nói chuẩn và họ hiểu kỹ nữa anh. Thì anh có tâm trạng thế nào ạ? Thật ra thì khán giả đã quá quen thuộc với cái cách sắp đặt câu chữ rất là lộn xộn, rất là dễ thương và ngây ngô của John Huy. Cộng thêm khán giả bây giờ cũng biết cái cách trình bày diễn đạt ý tưởng của Harry Won như thế nào rồi. Ở đây có một người rất là giỏi để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, đó là Trấn Thành. Bây giờ Thành muốn hỏi anh cái gì anh sẽ nói trước, rồi sau đó Thành sẽ dịch lại phía này sau. Anh Hưng á, là cái người thường hát nhạc xưa. Anh có một cái tình cảm đặc biệt gì dành cho những cái thể loại dân gian hay không? Hay là anh Hưng vẫn thích hướng về cái hiện đại? Hưng nghĩ rằng là bất kỳ bạn trẻ nào ở thời điểm này cũng sẽ chọn cái hiện đại là nhiều. Tới một lúc nào đó các bạn sẽ tự cảm nhận được cái dân gian nó ở trong máu của mình. Nó sẽ nổi bật ngay lập tức khi nó xuất hiện giữa một đám đông. Và điều này đã được chứng minh ở rất nhiều những chương trình dự thi khác nhau. Và đã làm rơi nước mắt của rất nhiều khán giả. Đó là cái hồn của dân tộc cần phải biết tôn, kính, giữ gìn. Chương trình này được đặt ra màu sắc và cái chủ đề này là một điều rất là hay và thú vị. Hưng nghĩ đây là một điều rất là đáng để thực hiện và tôn vinh. Bởi vì hơn ai hết chúng ta đang ngồi ở đây, những người có dòng máu Việt Nam thì phải biết yêu thích những điều nhảy của dân tộc mình. Xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.